Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là cuối tuần ngày thứ Bảy. Bây giờ là khoảng 12 giờ 30 phút trưa giờ Cali. Là ngày 20 tháng 11 đó. Việt Nam hôm nay đã là ngày 21 tây tháng 11 rồi. Thì trước khi mà chúng ta nói tới tình hình có thì nhìn crypto ra thường muốn chia sẻ cập nhật một cái thông tin mà gì bạn thường đó chính là liên quan đến là cái xe Tesla thường order bây giờ đã đến đâu rồi thì đi thường chia sẻ với các bạn là cái thông tin mới nhất đó thì các bạn nhìn thấy trên màn hình chúng ta đã có một cái ngày đó chính là cái ngày gửi đến thì uh, khi thuận order cái xe này gì bạn còn nhớ đó là cái tay khoảng chừng là 12 ngày hai tuần trước đây đã thường làm một cái video là thuận uh, đã order một chiếc xe là Tesla S Plus và Lúc đó đó khi đường order thì họ nói là tháng 12 mới có xe nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là chúng ta đã có ngày gửi rồi, Lẹ hơn là thường tương rất là nhiều rồi chính là ngày 23 tây tháng 11 có nghĩa là còn khoảng chừng là 3 ngày nữa thùng sẽ nhận được cái xe này. Và đương nhiên thùng sẽ làm thêm những cái video để mà chia sẻ với các bạn. Thì thùng muốn chia sẻ một chút về cái thủ tục mua xe Tesla thì cũng rất là đơn giản mà thôi. À, các bạn order trên mạng các bạn đặt cọc khoảng chừng là 250 đô thì nhiều bạn sẽ hỏi là cuối cùng cái xe này đó là bao nhiêu và khi nào chúng ta mới trả hết cái số tiền còn lại. thì khi mà các bạn order xong rồi, đó các bạn sẽ nhận được một cái email. thì trong cái email đó, các bạn bấm vào thì các bạn có thể là hoàn tất một số những cái thủ tục. như là các bạn có thể là dùng điện thoại của mình, sau đó các bạn scan cái mã QR code ở trên màn hình. rồi sau đó các bạn đi theo cái hướng dẫn trên điện thoại để mà xác minh thân phận của các bạn. cũng tương tự như như thế nào mà đã từng dùng những cái sàn mà xác minh thân phận nó cũng tương tự vậy thôi. các bạn chụp cái hình bằng lái các bạn và các bạn chụp cái khu mặt các bạn để họ nhận diện mà thôi rồi sau đó các bạn cần phải chờ cho Tesla gửi thêm một email nữa khi mà các bạn đã có cái mã số vin mã số vin hiểu đơn giản như mình mà nào màu hoa kỳ thì cũng đã biết là mã số vin là cái à, mã số xe các bạn không phải là bạn số xe bạn số xe là khác mã số xe là gắn liền với cái xe của các bạn khi mà đã có cái số VIN rồi đó, cái mã số xe thì Tesla sẽ liên hệ với các bạn một lần nữa thông qua email Sau đó các bạn có thể là login chở vào chương mục của các bạn Như là các bạn thấy trên màn hình, đây là chương mục của Thuận, Thuận Tesla Thì uh, các bạn chở vào và các bạn hoàn tất một số những thủ tục còn lại Như là trong đó chúng ta sẽ có thủ tục là đăng ký xe Thì các bạn có thể lựa chọn là đăng ký dưới tên của ai và địa chỉ nào rồi kế tiếp nữa các bạn sẽ hoàn tới cái thủ tục liên quan đến là bảo hiểm. Các bạn có thể là tự mua bảo hiểm cho mình cũng được, hay là các bạn có thể là sử dụng bảo hiểm của Tesla, nghĩa là các bạn có thể mua bảo hiểm trực tiếp của Tesla. Thôi thì lựa chọn cái con đường đơn giản hơn là thường mua trực tiếp với Tesla thông qua cái trang web của họ, họ sẽ dẫn các bạn đi từ bước 1 bước 2 tới bước 3 cũng rất là đơn giản mà thôi. Rồi các bạn để tên của mình vào, sau đó là họ cho các bạn thấy được là sẽ tốn bao nhiêu tiền. Thì những bạn nào mà thắc mắc đó, bảo hiểm Tesla uh, S đó, thì chiếc này bảo hiểm là khoảng chừng là 170 đô. Và đây là cho bạn thân của Thuận thì Thuận lái xe cũng là hai mươi mấy năm rồi cho nên uh, có cái lý lịch cũng rất là tốt những bạn nào mà có lý lịch xấu hơn thì có thể là mắc hơn hay là có cái thời gian lái ngắn hạn hơn có thể là mắc hơn nhưng mà thường chỉ có thể chia sẻ là một người bình thường thì có thể là trả bảo hiểm Tesla là khoảng chừng là 170 đô cho chiếc xe này Rồi uh, nếu như bạn nào mà muốn biết đó là cuối cùng chiếc xe này đánh giá bao nhiêu đó Thì thường đã có cái tổng cho các bạn Thì trên màn hình các bạn đó, đây là cái ứng dụng của Tesla Sau khi các bạn đã hoàn tất những thủ tục đó rồi đó Thì các bạn sẽ tải cái ứng dụng Tesla như là các bạn thấy trên màn hình nữa, Các bạn scan cái mã QR code này Rồi sau đó là các bạn tải cái ứng dụng Tesla về Rồi hoàn tất cái bước kế tiếp đó chính là thanh toán tiền rồi đương nhiên nói tới thanh toán tiền đó thì các bạn có thể là thanh toán bằng tiền mặt các bạn cũng có thể là mượn Tesla đó là cái uh, quyết định của mỗi người mà thôi khi mà các bạn thanh toán với Tesla đó thì các bạn sẽ được là đi là cái chiếc Tesla Model S Plus thì uh, chiếc Tesla này đó thường mua là màu trắng thì màu trắng thì các bạn không cần phải trả thêm tiền nhưng mà thường thích màu trắng cho nên sẽ mua màu trắng và bên trong đó thì thường thích cái màu kem uh, đó chính là màu cream thì thường phải trả thêm là 2.000 đô cho cái cream Interior với Carbon Fiber Rồi thuận thích tự lái thì đừng phải trả thêm là 10.000 đô Cho cái chế độ tự lái Và các bạn thấy được là chúng ta có một số những cái chi phí Như là cái chi phí gửi Thì các bạn cộng vào Cộng với lại cái chi phí liên quan tới đăng ký xe và thuế Thuế là khoảng 11.000 Thì tổng cộng chiếc xe này đó Là tính luôn tất cả ra cửa đó Nhưng mà nào mà muốn biết Đó chính là 155.819 Coi như là 156.000 đô Cho chiếc xe Tesla s này Và đó là tổng khu khu của cái xe và khi mà các bạn thanh toán xong rồi đó thì các bạn sẽ có thể là nhận được xe họ sẽ liên hệ với các bạn để các bạn có thể là chọn ngày để họ giao xe tới cho các bạn và đối với Tesla đó thì có rất nhiều cái sự đơn giản đó mới là cái tương lai đối với thuận thì các bạn uh, order trên mạng các bạn làm thủ tục trên mạng các bạn không cần phải đến dealer thậm chí xe khi mà có rồi đến ngày 23 tây họ sẽ gửi thẳng về nhà cho thuận chứ không phải là thuận tới đó và những giấy tờ còn lại đó sẽ được ký khi mà họ đem cái xe tới cho thuận và ký tại nhà luôn thì nó là một cái cách mua xe mà thuận rất là thích đó chính là tương lai đó các bạn chúng ta không cần phải tới dealership các bạn không cần phải là à, trả giá rồi qua lại rồi chờ đợi giấy tờ vân vân các bạn có thể làm tất cả trên mạng và thủ tục đó nếu như tính theo thời gian đó là thủ tục hoàn tất nếu như cứ các bạn à, làm liên tục khoảng chừng nửa tiếng là xong mà thôi rất là đơn giản và khi mà có cái chiếc xe này thường sẽ chia sẻ thêm những thông tin với các bạn cũng như là review cái xe này để các bạn thấy được bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình của thị trường crypto đi